viên bóng xã mình thì các lực lượng trong thi công việc của mình, chứ không phải là mình đi các bóng xã để ông ấy đi thi. Và bây giờ nhìn ông ấy hưởng thụ được bữa ăn không toan tính, không nghĩ đến ngày mai là ông ấy có phải giảm cân hay không. Ngon không anh? Đây là một con phố đi bộ ở gần hotel của mình. Lạnh không? Rất lạnh, véo luôn. Đây, bây giờ là thời tiết 3 cm. Bây giờ là thời tiết 3 cm. Lạnh quá mọi người ơi. Đang ở trước ở một cửa hàng lưu niệm bán rất là nhiều em búp bê mà vẽ vẽ mà từ mẹ để ra con nhiều lắm. Còn ở đây là có quả trứng nữa này. Mọi người cùng nhìn nhá. Bây giờ thì mình tạm thời đang thực hiện là Jimutsuki đã. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi đến những cửa hàng lưu niệm tiếp theo ở trên con phố đi bộ này. Giống nhảy cứ xếp nhỉ, hoặc là nhảy samba nhỉ. Tối nay thì mình đang đi dạo thử ở Quảng Trường Đỏ. Đây là con đường đằng sau để đi tới Quảng Trường Đỏ của Sa Hoàng. Còn bây giờ nó là khu trưng bày triển lãm. Còn đây, mình đang ở đằng sau lưng của Quảng Trường Đỏ đây. Nhưng mà theo như anh Đức nói thì tiếng Nga cũ người ta gọi là Quảng Trường Đẹp. Tại vì lúc nãy thì có thắc mắc là ổng thích Quảng Trường Đỏ nó là màu đỏ à. Anh bảo là không, đó là do người Việt Nam mình dịch thôi. Đây, đẹp quá. Mọi người hãy nhìn sau lưng đi kìa. Mình đang ở sau lưng của Quảng Trường Đỏ và mình đang đi trên con đường để tiến tới vòng ra đằng trước. Thời tiết ở Moscow rất lạnh và mình đã nhìn thấy một chút tuyết rơi. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là vẫn chưa nhìn rõ đâu. Có lẽ là đến đêm nay thì sẽ có tuyết đấy. Cho nên là khi nào có tuyết mình sẽ quay cho các bạn nhé. Trước khi bước vào Quảng Trường Đỏ thì mình sẽ có ghé qua là cái ngọn lửa này là ngọn lửa vĩnh cửu để thắp cho những người lính vô danh của nước Nga. Và như mọi theo Hiển biết thì cái ngọn lửa này được có từ năm 66 là sẽ không bao giờ tắt, là luôn đốt từ năm đấy cho đến bây giờ. Ngọn lửa luôn thắp sáng như vậy và ở hai bên là có hai lính gác túc trực giống như là ở lăng Bác Hồ nhà mình. Một cái hình như lính đang giao ca với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào Quảng Trường Đỏ nhé. Quảng Trường Đỏ. Hiện tại thời tiết rất là lạnh, không độ, nhưng mà thực tế thì cảnh theo như anh Đức chia sẻ là cảm nhận như là -2 độ, rất là lạnh. Mùa có thể nhìn xa xa kia là đã thấy những nóc, những cái nóc của cung điện Kremlin rồi. Kremlin, sorry, đọc sai tên. Trước mắt các bạn là sân băng. Khu vực này là tiệm tạp hóa này, ở xa kia là nhà thờ, còn ở đây lại là bảo tàng. Đẹp quá các bạn ơi. Trước mặt chúng mình là lăng Lenin. Đối với mình thì cái nhà thờ này kiến trúc rất là đẹp, và mình thì là một người rất thích bánh ngọt, cho nên là nhìn thấy giống cái bánh ngọt, giống mấy bánh cupcake. Không biết mọi người có liên tưởng giống mình không ta? Rất là giống bánh cupcake. Ông xã ơi, mình đang đi đâu vậy? Đây là khu chơi giải trí dành cho Kubi. Và phía bên này là có một cái tên gọi là cái đài hồi xưa là Trung Cổ, thì các nhà vua hay đem các tội phạm vào đây để chém đầu. Mình sẽ đi tiếp vào cái khu phố đi bộ để xem coi có cái gì ở đó nhé. Đẹp quá à. Chúng ta đã đến Gum, một trung tâm thương mại luxury của Moscow. Và anh Đức đang ngồi khen thì anh Đức cũng tiết lộ đấy, đây là một trong những đặc sản ở Việt Nam. Đó chính là những cái hàng kem như thế này, có từ thời nào anh Đức nhá? Thời Liên Xô cũ, có nghĩa là rất là lâu rồi. Nhưng mà cô bán kem trong mặt không muốn bán kem. Mà cô thích ăn kem. Rất thích ăn kem. Mặt tôi không thôi. Ôi, em với em bảo là ăn kem vung, nhưng mọi người cũng thôi trước thống. Wow, cái kem rất là cute, phô mai khoe các bạn. Đấy. Ồ, em xin. Các bạn ơi, đây là kem của mình nè. Mình có thể thấy là mỗi một cây thông là đại diện cho một nhãn hàng và cách bài trí rất là đặc biệt. Sau Thi là một cây thông rất đẹp, nhưng mà ở cái cây thông này có một cái đặc điểm là trước đây nó là cái thác nước nhỏ ở trong cái khu Vu này, và đây chính là cái nơi hẹn hò rất là nhiều đôi tình nhân của Nga. Và mọi người thường hay nói nhau là đến cái nơi hẹn hò Nga thì mọi người biết ngay là sẽ đến vị trí này. Là mình đang được ăn một cây kem ốc quế nổi tiếng của Nga, và nghe nói rằng là Tổng thống Nga Putin còn phải, khi mà sang Trung Quốc, phải mang cả cái hộp kem này sang để tặng các chính khách. Và đây chúng ta vừa đến cái phố đi bộ rất là nổi tiếng tại Nga, mà hồi bóng đá thế giới thì các cổ động viên đều ra đây để xem đá bóng và nhảy múa ở đây. Mọi người cũng có thể thấy là được trang hoàng rất là đẹp, rất là nhiều đèn, và cộng với cái thời tiết lạnh lãng mạn này, thật sự là giúp cho cái khu con phố này nó rất là đẹp và lãng mạn. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Bây giờ thì sẽ là con con đường tắt để dẫn đến nhà hát thành phố. Hai bên vẫn có rất là nhiều cửa hiệu nổi tiếng. Quá đẹp, quá đẹp. Phan Hiển là cửa hàng văn hóa tổng hợp lớn nhất của thành phố, và bên này là nhạc lớn. Rất đẹp phải không mọi người? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan tiếp những địa điểm tiếp theo nhé. Bây giờ thì mọi người sẽ theo chân Thi đến Viện Duma Quốc gia, tức là nhà quốc hội. Các nhà quốc hội rất là đẹp. Và rõ ràng là chúng ta hãy nhìn lại toàn cảnh mà chúng ta vừa mới đi qua Quảng Trường Đỏ cùng với những nơi thương mại của Vũ. Rồi kia là Park Hyatt, rất là đẹp. Xin chào, bây giờ thì mình đã bắt đầu đi vào điện Kremlin để tham gia chống giải vô địch thế giới Showdance, Latin và Standard. Ngày hôm nay thì Thi cũng rất là vui khi mà mình được trực tiếp tham gia chấm cả hai nội dung này. Bây giờ đang là trên đường mình đi vào và mọi người sẽ cùng xem trước khi đi vào được điện Kremlin chúng mình phải đi như thế nào nhá. Đây là con đường mà những du khách hoặc là những trọng tài tham gia chấm thi đều phải đi con đường này. Và trước khi đến đây thì chúng tôi đã phải qua một cái trạm kiểm tra nghiêm ngặt. Ông xã mình hôm nay đi với vai trò là người khắc tổng vợ. Cái đó nói cho sáng chứ Oxin á. Cái đó nói cho sáng chứ Oxin á. Chúng mình đã bắt đầu đi vào trong lòng của tòa nhà. Ở bên trái thì có để rất là nhiều cái pháo. Và đây là nơi mình sẽ đi vào. Bây giờ là 10:30 buổi tối. Bạn có thể tưởng tượng là thời tiết nó dưới ẩm độ mà nó không hề có tuyết không. Tất cả chúng tớ sau khi chấm thi xong, các trọng tài đang đi ra vị trí để chiếc xe để ngồi, và bây giờ nói cũng không ra. Thở chỗ nào là lạnh chỗ đây. Thở chỗ nào là lạnh chỗ đây. Chúng mình thật là vui. Đây là âm. Nói thật là không biết là âm mấy đâu, nhưng mà răng đập lọc cặp. Đây là đang cố gắng cười. Mình sẽ ăn sáng tại nhà hàng Marius Moscow. Thì ăn sáng bên Tây thì rất là đơn giản, là bánh ngọt thôi, không có gì mà đặc biệt hết. Bánh mì rất là nhiều xong. Nhưng mà riêng là cái nhà hàng Marius này thì có cảnh những cái điều rất là đặc biệt từ trước tới giờ chưa có. Tổ ong nguyên chất rồi ạ. Này là cái này là tổ ong nhé. Và đã được qua xử lý. Ui, trông hấp dẫn thế. Còn bây giờ sẽ là Hiển lấy mật ong luôn. Wow. Thôi được rồi, đúng á. Đấy, đúng. Thấy ngon luôn rồi kìa. Nhìn là thấy nó ngon lắm rồi. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có mứt này, các con mứt. Cái này cũng không có gì gọi là quá đặc biệt hết. Mình sẽ chọn mứt dâu. Bây giờ là chúng ta ăn thôi. Tối nay là tối đầu tiên sau khi mà Thi xong phần chấm thi của mình, Thi bắt đầu đi tham quan. Và nơi đầu tiên Thi đặt chân đó chính là triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân. Bạn có thể thấy là ngay từ cổng đi vào đã có chiếu đèn lên cổng rất là đẹp. Và bạn sẽ nhìn cái khung cảnh trước khi chúng ta bước vào trong khu triển lãm nha. trường băng, và khung này là hoàn toàn nhân tạo nha mọi người. Mọi người có thể xem đây, rất là đẹp. Bạn sẽ thấy là ở trong điện Kremlin có rất là nhiều góc mà họ bài trí về Noel, Giáng sinh rất là đẹp. Và đây lại là một khu cổng khác, ở dưới này thì có khu trung tâm thương mại. Đây là món súp củ cải đỏ. Đây là món nấm phô mai. Phần ăn nấm phô mai này rất là chất lượng. Một cái bát nhỏ như này thôi nhưng mà có nấm và phô mai phủ đặc ở trên ngon. Ăn phần này thì Hiệp Linh, Kobe và Anna là đủ ăn một bát cho Kobe ăn này. Tòa nhà của Stalin, đó chính là tổng bí thư cũ của Liên Xô cũ. Sau khi ăn mừng chiến thắng phát xít thì Stalin có cho xây dựng 7 tòa nhà như vậy, mang một cái phong cách của hơi hưởng chiến thắng. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha. Đây là tòa nhà văn phòng của Tổng thống Nga Putin, được làm từ năm 1901. Đây là bảo tàng. Hiện tại thì Phan Hiển và Khánh Thi đây là bảo tàng khoa học tự nhiên Politics có từ thế kỷ 18. Còn bây giờ mọi người có thể nhìn thấy đằng sau lưng Hiển đây là những viên gạch mà đã có từ rất là lâu rồi, vẫn trường tồn với thời gian. Đang đến với lại cái khu mà biểu diễn ngoài trời mọi người có thể nhìn thấy nằm trong khuôn viên bảo tàng, và mùa hè thì sẽ rất là nhiều người chơi nhạc ở đây. Và ở xa xa kia là những cái ghế ngồi được lót bằng gỗ, nhìn rất là đẹp. Và có một điều đặc biệt ở đây là Hiển nhìn thấy là tất cả những chân cầu thang và tại vì bảo tàng này làm bằng vật liệu rất là đẹp. Cái tiếng đã bay lên trên trong mùa dịch xem rất là chi tiết và rất là tinh tế. Ok, mình sẽ đi ra đây. Bạn sẽ thấy một điều đặc biệt ở metro này gần Kremlin và gần điện Kremlin là mọi người đều đến đây sờ vào chú khuyển này để lấy may mắn và mua hẳn những bóng láng. Mình sẽ lấy may của chú nha. Thật trước là cầu may cho năm mới. Còn ở cô gái này thì mọi người sờ nhẫn đầu gối. Mình để ý rằng là thực ra ở đây có rất là nhiều góc mà đã được nhận, tức là rất là nhiều góc phần cầu may. Hình như bên kia là chú gà. Mình đang đứng ở một cửa tiệm bán về tranh và mình thì không có am hiểu gì về tranh cả, nhưng mà rõ ràng là ở trong cửa tiệm này thì các bức tranh mà mình có rất là sống động và làm cho mình cũng thực sự là thích thú. Mình thì không thích hoa nhưng mà rõ ràng là hai bức tranh này Nói chung mình đi thử cái giống hoa thật. Nói chung là lần đầu tiên mình được đến một phòng tranh thế này. Đây là bố của Khánh Nhân. Anh ấy cũng đi mua tranh để mình bày trong phòng của mình. Chúng mình sẽ đi vào bảo tàng xem tranh. Bây giờ đó là mấy giờ? Bây giờ hiện tại đang là 4 giờ rưỡi chiều nhưng mà đã không còn nắng rồi. Mình mua vé vào bảo tàng buổi chỗ này. Đây là 2 tấm vé mình mua là 500 rúp một người, tương đương khoảng 200.000 tiền Việt một cái vé. Và đi vào đây nếu như mà được đặt thì hôm nọ mình xem ấy, không cho con mình từ trên xuống. Mình rất là thích. Bắt đầu. Ở trong này rất là nhiều tranh đẹp, như là đây là những cái bức tranh về gọi là gì ta, không biết gọi là gì nữa nhưng mà những dàn quý tộc rồi, hoặc là những lãnh chúa hoàng hậu mặc đồ rất là đẹp. Xin chào mọi người, đây là chuyến tham quan đầu tiên vào bảo tàng của Thi và Hiển. Lâu lắm rồi thì hai vợ chồng mới có được một buổi để đi gọi là thưởng ngoạn ống tranh cũng như là bức tượng quý hiếm của Bảo tàng Nga. Và đây sẽ là những kỷ niệm rất là khó quên ở tại Moscow. Này nó giống thiên thần. À, đây sẽ giới thiệu một người bức tranh rất là lớn ở đây, chính là vua Sao Hoàng Đệ Tam. Thì ông vua này đứng thời gian rất là đẹp. Ngồi đây bắt chân ngực vững lên, cầm một căn này gọi là ống nhòm rất là oai phong. Và đây chỉ là bức tranh mà tác họa về cái cảnh chợ hồi xưa của Moscow. Thì bức tranh này được vẽ từ năm 1821. Trời ơi, này chắc phải mấy thế hệ đời mình rồi. Đặt sau Thi là bức tranh nói về cảnh tù nhân và những người lính họ áp tải, và đây là một trong lúc mà họ đang nghỉ. Bạn có thể thấy rõ là các tù nhân, có người gần chết, có người có cả trẻ con, người già đau khổ, có người đang bệnh tật và bị thương. Còn bên này là tranh Ivan thô bạo. Ông Ivan này nổi tiếng là một người rất là ghê gớm và thường xuyên là cứ trái lệnh ông ấy là ông ấy sẽ chém, ông sẽ giết. Và đây là cái cảnh mà lúc mà ông ngồi bên xác con trai của ông ấy cũng chỉ vì một lý do là không vâng lời, được gọi là bạo chúa Ivan. Đằng sau Thi giống như là nhà hát thu nhỏ, bởi vì theo Thi được biết rằng thì trước khi trở thành bảo tàng thì ở đây là của một người rất là giàu có. Đây là chỉ là một căn nhà của ông ấy thôi, và cũng có rất là nhiều tranh. Và bạn rõ ràng đây là một góc phòng gọi là để mọi người xem văn nghệ. Và ở trên cũng là một cái bức tranh nói về có đà mọi người đến nghe có các bá tước vua chúa ngồi xem. Ở xa thì có đàn piano chúng ta thấy, chắc chắn đây sẽ là một sân khấu thu nhỏ trong cái tòa nhà này. Đây là một bức tranh nổi tiếng bắt đầu làm từ năm 1837, có tên là Người đàn bà xa lạ. Và Thi còn nhớ là hồi mà Thi còn rất là bé, Thi đã thấy trong nhà mình treo bức tranh này nhưng mà chỉ là cái phiên bản mọi người Việt Nam mình thường là hay mua về cho trong nhà thôi, nhưng mà khi bản gốc như thế này, nhưng mà bố Thi còn hay nói là Thi hao giống, nhưng mà nhìn thấy đây thì không thấy giống. Đằng sau hẹn đó chính là bức tranh rất là to lớn, đó chính là nội dung tranh được tên là Thánh Hiển Linh. Thì nếu mà Hiển nhớ không nhầm thì đây là lúc mà Chúa Giêsu rửa tội lần đầu tiên tại sông Jordan và có cái tiếng từ trên trời xuống của Đức Chúa Thánh Thần. Thì em nghĩ như vậy mà không biết là có đúng không? Nhìn thì trông có vẻ rất là giống trong những cái lúc đoạn